nào? Trước đây thì muốn đi sàng lọc, muốn làm bất cứ cái gì đó liên quan đến tình hình khám cũng như là biết đến tình hình và nhiễm HIV của mình thì mình phải đến cái cơ sở y tế. Còn bây giờ đã có những phòng khám tư nhân cũng như là có những cái nhóm tự lực cũng đã thay cho những cơ sở y tế làm cái việc này, đồng nghĩa với việc là nhiều khi mình muốn đi xét nghiệm hoặc những bạn mà ngại đến những cơ sở y tế cũng đã có những cái nơi khác thì giới thiệu cho mọi người cái địa chỉ của chúng tôi. Ở tổ chức Sắc Màu Cuộc Sống thì nó tọa lạc tại số 1 lô B chung cư 518 Võ Văn Kiệt,
thì ở tụi khi không dám nói là tụi mình có thể làm thay cho y tế đâu, nhưng mà chúng tôi là những cái cánh tay nối dài của ngành y tế để mà giảm tải cái sự quá tải, cũng như là cung cấp một cái nơi an toàn, thân thiện hơn cho những cái người cộng đồng mà họ chưa đủ tự tin để họ tới cái môi trường y tế để đến đây với chúng tôi. Chúng tôi cũng giống như bạn vậy đó, chúng tôi là người cộng đồng cũng giống như bạn thôi, chúng tôi rất hiểu bạn. Và nhiều khi là nói sorry, nhiều khi tới chưa kịp nói là bắt được cái đài, biết là kèo nào luôn rồi, gà nhè nói chơi chứ nên những cái nhóm như khiết nào hoặc là như phòng khám nhà mình là những cái nơi mà giúp cho cái việc sàng lọc tình trạng HIV á nó đơn giản hơn. Nó không phải là thay thế quý vị, nhưng mà nó giống như là cái nhịp cầu nối để kiểm tra. Và nếu như mà quý vị có phản ứng hoặc là có vấn đề gì đó về sức khỏe thì chính những cái nơi này sẽ là cái nơi chuyển gửi chúng ta đến những cái cơ sở y tế nó gần nhất, hoặc là nó phù hợp theo cái lựa chọn như nơi chỗ ở, và đặc biệt cũng như theo điều kiện kinh tế mà mình mong muốn. Thì đây là những cái nhịp cầu nối để nói chúng ta đi vào những cái cơ sở đó. Thì rất mong là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ. Và nhớ là không có được kỳ thị những người nhiễm HIV nữa nha chưa. HIV không phải của riêng ai đâu, HIV là của chung đó. Rồi, cảm ơn mọi người. Kiếm chừng nói chừng 5 khách thôi là mình đủ clip rồi mình về ha. Quá lúc nào nó cũng nhớ nó cũng đậm. Trời ơi. Đi vô tiếp đi. Đợi hồi ta ra thì mình quên. Tư vấn không phải là chuyên môn, là tư vấn về tình cảm, tư vấn luôn về tình hiểu luôn, tư vấn về công ăn việc làm, dạ. Về gia đình vợ con được tư vấn hết. Dạ. Thì thấy rõ ràng là dù ngoài cái chuyện là đáng quan tâm đúng không ạ? Ngoài chuyện là bệnh nhân tới được điều trị theo chuyên môn, theo y khoa, còn được điều trị luôn cả về tâm lý, về tình cảm, về cả luôn những cái gì đó mà có thể xuất phát trong cuộc sống của mình cũng có thể hòa giải được với bác sĩ. Và đây rõ ràng là một cái liệu pháp rất là tốt. Con xin cảm ơn cô rất là nhiều, và con chúc cô là thật nhiều sức khỏe và chặng đường của cô đi sẽ mang đến thật nhiều những kết quả tốt đẹp nữa cho cộng đồng người sống với HIV. Con xin cảm ơn cô đã đến cái chương trình hôm nay. Có vẻ như câu chuyện của chúng ta đã dần dần tìm được những cái lối thoát. Và như nãy giờ chúng ta có nghe chia sẻ với nhau rất là nhiều những người trong cộng đồng có HIV nè, rất là nhiều những vị ân nhân nè, những vị bác sĩ, những người đã đồng hành cùng với chúng ta trong suốt cái đoạn đường này. Mỗi người cứ có một cái cánh tay là đưa ra để chúng ta sẽ cùng nắm vào nhau, và chúng ta sẽ nâng đỡ nhau để mà vượt qua. Đó là vấn đề ở phía bên ngoài. Nhưng bây giờ Duyên là có một cái câu hỏi đặt ra. Người khác thì đưa tay ra giúp đỡ mình, còn bản thân mình thì sao ạ? Bản thân mình hơn ai hết, mình phải hiểu rằng mình như thế nào, mình cần gì, vậy thì mình phải làm gì. Và đó Duyên gọi là hành trình tôi tìm thấy tôi. Trong cuộc đời